ึงด้วยนะก็ไม่ไปไหนล่ะไม่ได้ล่ะkhi mà các chủ trại đưa từng các nơi về để trình thành hoàng và các trưởng thôn các phường thì lúc đó các châu đã thuộc về châu của các vị thần và đây cũng là trò chơi của các vị thần về tín ngưỡng của người Đồ Sơn thì như vậy nhờ vào cái yếu tố tâm linh mà chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị hết sức hấp dẫn. Ông tổ chức đã ghi lực lượng trong bài vừa nay từ châu đưa các chủ trại đưa châu và sẽ chạy. Và với vùng biển Đồ Sơn, quê hương Đồ Sơn thì kỷ niệm về tâm linh hết sức là tuyệt vời. Đặc biệt trong quy chế của lễ hội chợ châu Đồ Sơn đã ghi tất cả các tác chế thì trong 3 năm gần sẽ không được tham gia và các đơn vị nghề vừa đó các và điều đó là hết sức là thể hiện về đức tin của người dân Đồ Sơn đối với lễ hội. Với chơi trò thì đàn bà con gái không được đến gần, không được bước qua rừng trâu. Không sống của mình lắm. Một thằm nhi. Kia kia nhỉ? Lúc giờ không phải sống của mình nào. Ôi, đâu có không sống. Và đặc biệt quý vị nào mà ăn thịt của châu chói của nếu mà trò châu thì hết sức là tuyệt vời bởi vì mang đến cho chúng ta những nguồn cảm hứng về hữu hình và vô hình, về hữu hình là châu của các vị thần sẽ cho chúng ta những năng lượng tích cực và cho chúng ta những đam mê. Và có một câu chuyện là có một cậu bé năm đó 10 tuổi được bố đưa đi xem trò châu và bố được mua cho cậu bé này được ăn thịt trâu vô địch và bảo rằng là sau này con lớn lên sẽ đạt được ước mơ. Cậu bé đã cảm nhận được tinh thần đó, học giỏi và chăm ngoan và sau này cũng đã trở thành người có ích cho xã hội. Và một cảm hứng thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị là châu trò được trả bằng đặc biệt không những là từ châu được để tặng miếng tạc vào hai sản và đặc biệt là kể cả là các chất vitamin A nhiều năm và nhiều tháng châu được ngủ màn. Câu chủ trâu khi một con muỗi mà cắn trâu của mình thì câu chủ trâu rất là sử dụng. Này, cái con kia nó đợi đâu rồi. Điều này mà châu trò Đồ Sơn hết sức độc đáo là như vậy. Anh em chủ trâu này.
tới trên bóng đánh giá là Diều Châu đẹp, Diều Châu hay, Diều Châu tài thì hiện nay là Diều Châu được đánh giá dựa trên bóng đánh giá chứ là thua trận như vậy là rất là bất ngờ, rất khó đoán và cảm xúc chỉ vỡ hòa như là trong là thắng trận rất khó dự đoán, sự đánh đáo hấp dẫn như vậy. Con chủ động thuộc về châu số 14 nhưng mà châu số 06 có thể hiện hết sức sung mãn. Một số khán giả ngồi bằng áo vàng này ở trên trên hàng ghế chúng ta